quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam được cho thôi giữ chức vụ trong Đảng. Bắt tạm giam một cán bộ cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. 91 người lĩnh án vì lừa tiền hơn 500 mẹ bỉm sữa. Khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất tiêu thụ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam được cho thôi giữ chức vụ trong Đảng. Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ trong Đảng. Ngày 30 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê tại Nam Định. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ luật pháp và ngoại giao. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2009, chính thức từ tháng 1 năm 2009. Khóa 11, khóa 12, khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sinh năm 1963, quê quán ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Niệm, tỉnh Hải Dương. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Kỹ sư điện tử tin học, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, khóa 11, 12, 13. Ông Đam từng trải qua nhiều cương vị như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, ông Vũ Đức Đam là trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Bắt tạm giam một cán bộ cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bà Kim Thanh Hạnh, chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào sáng ngày 29 tháng 12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác nhận, đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà Kim Thanh Hạnh là chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Hạnh đã bị cơ quan điều tra tạm giữ khi bị bắt quả tang đang nhận tiền của đương sự trong một vụ án dân sự. Kết quả điều tra xác định, tối 20 tháng 12, lực lượng thuộc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã lập biên bản phạm pháp quả tang chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đang nhận hối lộ 350 triệu đồng tại Bệnh viện Phụ sản Mekong, quận Tân Bình, TP.HCM. Bà NTBN và chồng có đơn tố cáo bà Kim Thanh Hạnh. Bà Hạnh được phân công thi hành một bản án về việc bà N phải trả cho ông NQV, thành phố Thủ Đức, TP.HCM hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi thi hành án, bà Hạnh đã đòi bà N đưa 350 triệu đồng để bà Hạnh làm thủ tục bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đối với bà N khi bà Hạnh đang nhận tiền tại bệnh viện thì bị bắt quả tang. 91 người lĩnh án vì lừa tiền hơn 500 mẹ bỉm sữa. Thưa quý vị, Lê Huy Nhật bị phạt 13 năm tù, 90 người khác từ 9 tháng tù treo đến 12 năm 6 tháng vì lừa bán mỹ phẩm qua mạng, chiếm đoạt gần 6,3 tỷ đồng của 544 người. Bản án vào chiều 29 tháng 12 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Nhật, 29 tuổi, trú tại Thanh Hóa, cùng 90 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong số này, 38 người bị tạm giam, còn lại được hưởng án treo.
các bị cáo buộc phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại. Tại tòa, bị cáo Nhật và đồng phạm xin lỗi các bị hại, mong được hưởng khoan hồng. Hội đồng xét xử xác định hành vi của 91 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên những bản án nghiêm khắc để cảnh tỉnh, phòng người chung. Đây là vụ án có số lượng bị cáo bị hại lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo cáo trạng, Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu mở công ty cổ phần tập đoàn Dream Group, điều hành bảy nhóm nhân viên với 89 bị can, lập nhiều fanpage bán mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa. Họ chạy quảng cáo trên mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng, lương tháng từ 10 đến 15 triệu đồng. Nhóm này ưu tiên tuyển mẹ bỉm sữa, hứa hẹn lương cứng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Theo mô tả công việc, các bạn mẹ hàng ngày chỉ cần đăng bài viết và các hình ảnh về mặt hàng mỹ phẩm. Khách có nhu cầu mua sản phẩm thì nhập hàng của công ty về để bán. Dù không có khách, họ vẫn được hưởng 50.000 đồng mỗi ngày. Nếu có khách, họ nhận được 100.000 đồng. Ngoài ra, một sản phẩm bán ra còn được hưởng tiền chênh lệch từ 10 đến 20%, mỹ phẩm ra bán từ 500 đến 8 triệu đồng một sản phẩm. Đây là hàng giả, kém chất lượng. Trong khi đó thì giá cao gấp từ 40 đến 50 lần chi phí thực. Nhật giao nhiệm vụ cho nhân viên và các fanpage đại diện cho công ty để tăng tương tác với cộng tác viên, sử dụng tài khoản ảo, sim giác nhắn tin đặt hàng và yêu cầu gửi hàng đến người nhận có tên, địa chỉ giả. Từ đó, cộng tác viên sập bẫy, chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để mua hàng. Khi mỹ phẩm đến tay cộng tác viên, cũng là lúc bán được hàng, các đối tác sẽ cắt đứt liên lạc. Nạn nhân không thể trả lại hàng vì địa chỉ Dream Group cung cấp đều là giả. Đầu năm 2021, nhận trình báo của một số nạn nhân, Công an Hà Tĩnh lập nhiều tổ công tác đến 45 tỉnh, thành phố trong nước thu thập manh mối. Trung tuần tháng 4 cùng năm, cảnh sát bắt Nhật và hàng chục chân rết. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 6,3 tỷ đồng của 544 người ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác trong nước. Ngoài ra, còn có nhiều cộng tác viên chưa xác định được, trong đó người bị lừa nhiều nhất hơn 100 triệu đồng, ít nhất mỗi lần là 2 triệu đồng. Khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất tiêu thụ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Chiều 29 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố thêm một bị can, Huỳnh Hoàng Thương, 17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi làm tàng trữ tiền giả. Thương khai nhận từ tháng 1 năm 2022 đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11, đường Hải Dương, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng. Trước đó, VTC News đưa tin, chiều tối 19 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn tại Đà Nẵng, thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả cùng các phương tiện để sản xuất tiền giả. Đầu tháng 12 năm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà. Qua truy xét, Cơ quan An ninh Điều tra xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện, 34 tuổi và Đoàn Văn Dương, 33 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nên đã triệu tập làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ được 62 triệu đồng tiền giả. Đoàn Văn Dương khai nhận đã lên mạng tìm 90 triệu tiền giả từ người lạ với giá 10 triệu đồng tiền thật và cùng tiện tìm cách tiêu thụ. Cơ quan An ninh Điều tra cũng xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái, 33 tuổi, quê tại Tiền Giang, trú tại đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên, 34 tuổi, là vợ của Huỳnh Ngọc Thái về hành vi làm tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú, 51 tuổi, trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái Xuyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả. Huỳnh Ngọc Thái đã bỏ trốn. Khám xét nhà của vợ chồng Thái, Cơ quan An ninh Điều tra phát hiện thu giữ được 777,5 triệu đồng tiền giả chưa thành phẩm ở dạng phôi và 564,5 triệu đồng tiền giả thành phẩm cùng các công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả.
Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra còn phát hiện, thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe.